Xin chào các bạn, hôm nay bé học chấm cơm sẽ giới thiệu và phân loại cho các bạn hai loại chipper đấy, 2N1 và 3N1. Bởi vì nhiều bạn cũng hỏi mình là 2N1 khác 3N1 như thế nào, thì hôm nay mình sẽ nói rõ hơn trong clip này để các bạn có thể hiểu rõ hơn và có thể lựa chọn trước khi mua sản phẩm này. Thì ở đây chúng ta biết rằng chip desk đó là chức năng chính của hai bộ bài này, và cái ngoại hình của hai cái hộp bài nó khác nhau. Ở đây chúng ta có cái loại 3N1 thì ngoại hình nó có một cái hộp to, và bên trong cũng có một cái hộp bài với kích thước tương tự, gọi là kích thước chuẩn poker. Thì với chức năng của cái bộ bài 2N1 thì nó có hai chức năng như sau. Chức năng chipper đó là chức năng các bạn có thể rút ra một lá bài bất kỳ từ giữa bộ bài, còn gọi là chức năng đầu to đầu nhỏ. Chức năng thứ hai đó là chức năng nhìn xuyên, nghĩa là nhìn mặt sau, các bạn có thể biết được, nhìn những họa tiết ở phía sau, những cái dấu hiệu phía sau, các bạn có thể biết được cái lá bài phía trước là lá bài gì. Và chức năng với bộ bài 3N1 thì nó cũng có hai chức năng tương tự như vậy, nhưng tuy nhiên nó có thêm một chức năng, đó là chức năng ba lá bài mã thuật. Ở đây chức năng ba lá bài mã thuật nghĩa là chúng ta sẽ có một ba lá bài, con xì, con hai và con ba, và các bạn có thể cho kêu khán giả nhớ một con bất kỳ, đó là con xì cơ. Các bạn có thể xáo trộn cây lá ba lá bài này một cách chậm rãi, nhưng mà khán giả không thể nào nắm bắt được cây con xì cơ nó nằm ở vị trí nào, mặc dù bạn làm rất chậm. Thì dĩ nhiên đây là có bí quyết trong cái ba lá bài này. Rồi, chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái chất lượng của sản phẩm. Tại sao là cái sản phẩm 3N1 ngoài cái tính năng thì có điều gì nó khác biệt mà nó giá cả nó sẽ cao hơn so với cái 2N1 này? Thì chúng ta biết rằng cái loại 2N1 này thì có một cái ưu điểm, nếu mà bạn nào thích dễ dàng trong cái khả năng việc nhìn xuyên á, thì nó rất dễ để nhìn xuyên, nhìn rất là dễ dàng, tại vì cái này nó viết luôn cái con tên muôn bài lên trên cái mặt sau của cái lá bài này. Nhưng mà cái lá bài này á, thì cái chất giấy nó rất là, nó mềm, nó không có cứng, nó khá là dở. Thì chơi một thời gian, khoảng thời gian dài thì nó sẽ bị nhũn, nó bị mềm bộ bài và không có sử dụng tốt được nữa. Tuy nhiên thì với cái bộ bài này thì đúng với cái câu là tiền nào của đó, thì khi mà bạn mua bộ bài này á, thì cái chất giấy rất là chất lượng. Các bạn có thể coi cứng hơn rất là nhiều, cứng cáp hơn, các bạn có thể nghe âm thanh của tiếng giấy khác hẳn nhau. Cái này nó mềm, còn cái này nó cứng. Đó. Thì ở mặt sau này á, của cái bộ bài này á, thì là hình xe hơi. Ở mặt sau của cái bộ bài mà 2N1 là hình xe đạp. Và với mặt sau của bài 3N1 á, thì các bạn có thể thấy ở đây cái cách nhìn xuyên này nó rất là khác, bởi vì nó nhìn xuyên dựa vào những cái con chim và cọng cỏ, thì nó rất là khó để thấy được cái bí mật của cái cách nhìn xuyên. Còn cái bộ bài kia, bộ bài 2N1 á, thì nó đã khắc luôn cái tên của cái lá bài mặt sau rồi, thì rất là dễ nhìn thấy. Cho nên bộ bài này nếu mà các bạn diễn á, chức năng nhìn xuyên á, thì rất là khó để lộ. Đó là cái sự khác biệt và ưu điểm của hai loại. Thì với bộ bài mà 3N1 thì mình nghĩ là bạn có thể dễ dàng hơn trong cái việc mà mình sử dụng rất là lâu. Còn 2N1 thì nó chất giấy nó tương đối kém hơn, nhưng mà nếu mà bạn sử dụng kỹ thì cũng không đến nổi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn lựa chọn được cái bộ bài mà như ý muốn của mình.